nhân Lê Thị Nê mắc loạn hóa đốt sống cổ. Thoái hóa cột sống cổ, đây là quá trình bệnh lý ở các đốt sống cổ, bắt đầu bằng những hiện tượng hư khớp ở các diện đốt sống, đĩa đệm đốt, tới các bao hoạt dịch, dây chằng, dần dần về sau xuất hiện hiện tượng thoái hóa các đốt sống, gây đau vùng cổ, nhất là khi vận động vùng cổ. Thoái hóa cột sống cổ là bệnh lý mạn tính khá phổ biến, tiến triển chậm, có thể gặp thoái hóa ở bất kỳ đoạn nào, đoạn C5, C6, C7 là thường gặp nhất. Nguyên nhân bệnh thoái hóa cột sống cổ, hoạt động sai tư thế là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra thoái hóa đốt sống cổ. Làm việc kéo dài ở một tư thế ít vận động là những nguyên nhân chính gây bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Những công việc phải cúi người nhiều, mang vác nặng trên đầu hay ngồi trước màn hình vi tính quá lâu cũng là nguyên nhân gây thoái hóa cột sống. Đặc biệt, những công việc phải sử dụng máy tính nhiều, ít vận động là một trong những nguyên nhân gây ra thoái hóa đốt sống cổ, gồi hóa cột sống, gai cột sống. Nhất là khi làm việc, vị trí đặt tay trên bàn làm việc hay đối với máy tính quá cao hoặc quá thấp, vùng cổ và vùng gáy khi đó không được thường xuyên cử động hoặc chỉ giữ nguyên một tư thế, thường xuyên nhìn lên rồi lại nhìn xuống, vị trí ngồi quá thấp so với bàn làm việc. Ngoài ra, nguyên nhân thoái hóa đốt sống cổ còn có thể là do chế độ dinh dưỡng, ăn uống thiếu chất, sụt giảm hàm lượng canxi, vitamin, magie, hoặc thói quen sinh hoạt cúi hoặc ngửa cổ quá nhiều, mang vác vật nặng trên vai hoặc cổ khi làm việc, kê gối quá cao khi ngủ, lạm dụng bia rượu, thuốc lá. Thưa quý vị, các bệnh lý về xương khớp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ có xu hướng xấu đi và nặng lên. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sớm điều trị để tránh những biến chứng không mong muốn sau này. Phương pháp cấy trị là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay đối với các bệnh lý về xương khớp. Đây là một phương pháp không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trị rất hiệu quả này. Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.